Vâng, em xin chào các anh. Em lại tiếp tục em lên cho các bác thêm một cái bộ dàn nghe nhạc của Đền Ông kết hợp với cả Onkyo các bác nhé. Đây là một bộ kết hợp giữa con Omni Intech 275 Omni rời của hãng Onkyo, dòng size B7. Đấy, và một đôi loa của Đền Ông F100. Con này là model này, Đền Ông SCF100 nhé. Này, dòng loa bass 16cm, gân cao su, màng carbon, chép dom, cho âm thanh nó rất là ấm áp và sâu lắng. Mình có thể là nghe nhạc vàng bolero mà lâu lâu có thể nghe remix cũng rất là ok nhé. Đây là sự kết hợp giữa hai thương hiệu lớn của thế giới là Onkyo và Denon. Đấy, thì là bác nào mà đang có nhu cầu mua cái bộ dàn này thì alo em nhé. Đấy, hàng về đây, đôi loa này nó về là vẫn đầy đủ ế căng nhé. Ế căng đẹp luôn. Đấy, loa cũng đẹp này. Đó. Loa thì nó sẽ có công suất là 60W một loa các bác nhé. Là tổng công suất 120W maximum. Và âm ly là công suất là 100W. Thì bộ này nó kết hợp mà vào thì nó sẽ cho một bộ âm thanh nghe rất là hay. Em xin mời các bác nghe một chút âm của bộ dàn nhé. Bộ này thì giá của nó cũng rẻ thôi. So với mặt bằng chung của các cái bộ âm đi mà size chung size 17.5 và loa bass 16 thì là nó sẽ rẻ hơn các bạn nhé. Nhưng mà chất âm cũng rất là hay luôn. Khi quê hương thống khổ gót mòn phong sương, từ mùa đông sang hạ, trên cao nguyên mưa loạn hải hùng, là huyền ca chinh chiến vọng. Các bác hãy đeo tai nghe và để cảm nhận bộ dàn nhé. Nó sẽ cho đứt chất âm là có cái tiếng bass nó đánh rất là sâu ấm. Đấy, trung âm nó có cái độ sâu lắng và cái tép nó rất là mịn, càng nghe càng thấy cuốn. Tôi buồn ba khắp miền chiến thuật, chưa một lần về thăm phố. Ok nhá, thì đấy là bộ Onkyo A91M kết hợp với đôi loa Đền Ông F100. Đấy, thì đôi loa này nếu như giá này của nó sẽ là đi 2.8 triệu một đôi này, còn âm ly là 2.5 triệu, tổng là 5.3 triệu. Thì các bác nào đấy cả bộ này thì giá em để cho các bác cả combo thì chỉ có 5 triệu thôi. Để bác nào mà mua thì alo em nhá. Số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581 các bác nhá. Xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo bên này.